Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán ga trong phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo các nhân chứng, trong lúc đang bốc xếp bình ga từ ô tô, do bất cẩn, nhân viên xếp dỡ đã đánh rơi một bình ga xuống đất, khiến khí ga bị xì ra ngoài và bắt lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm cả xe tải chở ga lẫn ngôi nhà bên cạnh đó. Nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy ra bên ngoài. Giờ ga nó rơi xuống, tôi thấy nó rơi bịch xuống rất là to. Thế xong thì bắt đầu nó thấy mọi người và bảo rằng là rơi cái bình ga xuống thì là cái lắc đấy ra thì nó cháy. Anh em dân cư ở chỗ này rất là bức xúc về cái tình trạng là cái quán ga này, ô tô mỗi một lần người ta chở ga đến, nó không có cái thao tác là chắc chắn mà nó cứ lao thẳng xuống dưới đất, thì là cái bình ý nó, cái lực của nó mạnh quá thì nó bị phụt ra thì nó xì. Khi tôi nghe thấy xì cái thì là tôi đã xuống, tôi bảo là bây giờ cháu phải cầm cái bình mini cháu xịt vào đấy. Nó bảo chú ấy xịt một lúc là hết. Đây là trách nhiệm của cái nhà sản xuất và người cung cấp cái ga, là không có trách nhiệm với dân cư ở. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận Hai Bà Trưng đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ cảnh sát đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.